em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Trời ơi, em mới đi làm về với lại mấy bữa nay thời tiết thay đổi á. Em thấy em mệt trong người dễ sợ luôn, công việc em nhiều quá. Mà muốn tìm một cái gì tẩm bổ cũng hơi bị khó nữa. Em, mẹ lên đây á, mẹ thích ăn những món ngon lắm á. Hay là kỳ này chị em mình ở nhà mình nấu món gì mà ngon, bổ, khỏe cho em đi ha. Dạ, hồi nãy mẹ có gọi, mẹ nói là cuối tuần này mẹ lên. Mà mỗi lần mẹ lên thì mẹ rất là muốn con cháu quây quần với mẹ để mà nấu những món ăn ngon. Nhưng mà em muốn biết tìm ra cái món gì mà để vừa nhanh, vừa gọn, mà vừa bồi bổ sức khỏe cho mẹ rồi cho gia đình mình nữa. À, hình như chị nhớ là em có quen một cái anh đầu bếp á, nấu món ngon cuối tuần á. Em thử hỏi ảnh xem. Chị không nói em cũng quên mất tiêu luôn á. Được rồi, bây giờ em sẽ đi gặp anh ấy liền, để nhờ anh ấy hỗ trợ cho em chế biến một món ăn thật là bổ, thật là khỏe. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và em chào anh Dương. Xin chào quý khán giả của chương trình Món Ngon Cuối Tuần và nghệ sĩ Bình Tinh. Chúng ta lại quay trở lại gặp nhau trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Mấy bữa nay là công việc của em liên tục á. Cho nên là em rất là cần những cái món ăn mà có thể bồi bổ cho sức khỏe của mình. Anh sẽ chia sẻ cho em một món là sườn hầm táo đỏ, rất tốt cho sức khỏe và nó sẽ bổ trợ cho em những lúc mà gọi là làm việc căng thẳng. Sườn hầm táo đỏ, em nghe chữ táo đỏ là em biết tốt cho sức khỏe rồi đó. Rồi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, rồi. Anh em chúng ta bắt tay vào làm ngay rồi. Nha. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi chảo dầu. Dạ. À. Anh Dương biết là táo đỏ là em thường xuyên ăn lắm. Tại vì có thể là ở nhà chưng yến cho em cũng bỏ táo đỏ vô nè. Rồi chè cũng bỏ táo đỏ vô nè. Rồi đông trùng hạ thảo nhiều khi cũng cho em sử dụng táo đỏ. Anh sẽ chia sẻ em là cách là nấu để cho làm sao cho nó cái hương vị nó vẫn còn tự nhiên và nó không bị bể thịt. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ chiên sườn heo trước. Mình chiên để thứ nhất để thịt nó không bị rã ra. Dạ. Và nó sẽ thăn lại. Dạ. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ luộc cà rốt và khoai tây. Luộc trước để sau đó chúng ta tiếp tục chiên. Em muốn biết tại sao mà khi nghĩ đến cái món ăn mà để bồi bổ sức khỏe cho em á, thì em lại nghĩ đến những món hầm. Phương pháp hầm là nấu theo lửa nhỏ và đi thời gian dài. Dạ. Thì sau khi nấu thì bắt đầu cái cốt của thực phẩm nó sẽ ra cái và cái chất nó ngon. Dạ, đó, quý vị sẽ cảm nhận được với những cái món ăn mà nó có thể bồi bổ cho sức khỏe của chúng ta. Và ngày hôm nay ở Món Ngon Cuối Tuần, quý vị sẽ được trải nghiệm nha. Em phải nghiên cứu và học hỏi từng chi tiết kỹ lắm. Mình bỏ dầu nhiều anh ha. Đúng rồi em. Dạ. Chiên ngập phải chiên ngập dầu. Ngập dầu mới chiên thôi mà nó đã rồi. Thứ nhất chiên là để mình thăn lại, thứ hai để lọc sạch cái chất dơ của nó. À dạ, đó, em rất là thích muốn được nhìn ngắm anh dùng những cái mà kỹ thuật chế biến những cái món ăn như vậy. Dạ. Và thưa quý khán giả, táo đỏ chúng ta mua về chúng ta phải rửa sạch thật là sạch. Sau đó chúng ta ngâm nước để ra chất dơ, chất cặn bã của nó. Rồi, sau đó chúng ta vớt ra. Dạ. Mình vớt ra. Rồi. Dạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ chiên cái này. À, mình chiên tiếp tục là cà rốt và khoai tây. Đúng rồi. Để cho nó chiên, để lúc khi mà hầm nó không sẽ bị bể ra. Rồi quay sang chúng ta sẽ làm cách nấu của nó. Hầm. Đúng rồi, nhưng lâu lâu cũng phải đảo mắt nó nha. Dạ. Đừng bỏ rơi nó, tội. Rồi, dầu ăn. Dạ. Mình cho một chút dầu ăn. Đúng rồi, chúng ta cho hành tím vào. Dạ. Tao cho nó thơm lên. Bắt đầu mình vớt qua. Đúng rồi. Nấu ăn nó tập cho ta nhiều thứ lắm nha Bình Tinh ơi. Dạ. Rất là kiên nhẫn, tập sự thật sự kiên nhẫn. Dạ. Mình phải kiên nhẫn để có một cái món ăn thật sự đúng như ý mình mong muốn. Đúng rồi em. Rồi sau khi mà thơm chúng ta sẽ bỏ. Bỏ sườn vô. Bỏ sườn vào. Dạ. Tiếp tục chúng ta sẽ nêm. Nêm. Đây là cà bát, cà cô đặc. Cà cô đặc. Chúng ta đã tạo cái độ sệt của nó. Bỏ vào cũng tạo thêm màu nữa, đặc trưng nó sẽ tự tạo thêm màu và tạo độ sệt. Rồi, đây là tương cà, để tạo độ chua vừa phải. Dạ. Em giúp anh lấy tương ớt được không? Dạ được anh. Đây. Đây. Rồi, chúng ta sẽ đổ nước vào. Thơm mùi cà, quá trời, rồi thêm mùi sương nữa. Bắt đầu chúng ta sẽ nêm gia vị. Đây, em thấy không? Mình đứng ở ngoài mình dòm rồi mình thấy lăn tăn đi. Dạ. Lửa nhỏ, lâu lâu chúng ta sẽ mở ra để chúng ta hớt cái bọt ở trên. Sau đó thì mình mới nêm những đúng cái... rồi chúng ta sau đó chúng ta sẽ nêm từng bước một vô. Cái này là cái lâu nhất, chúng ta sẽ bỏ vào.
Dạ. Bởi vì rau củ chúng ta đã luộc rồi, luộc rồi chúng ta chiên thêm một lần nữa. Dạ. Thì nó đã chín khoảng 70-80% rồi, cho vào. Dạ, ôi, một nồi sườn hầm rất là béo bổ. Rồi chúng ta bắt đầu nêm nếm, hạt nêm. Hạt nêm. Đường. Bột ngọt. Tí bột ngọt. Và sau cùng là muối. Muối mình chưa nêm. Chưa. Để mình nêm lại tất cả, có thử nó cân bằng cái vị cho sau đó chúng ta mới nêm muối. Nó chúng ta tầm khoảng như là chín khoảng 70-80% chúng ta sẽ bỏ rau củ vào. Lúc đó chúng ta nấu thêm khoảng như là 10 phút nữa bắt đầu cho ra. Dạ. Và lưu ý lửa đó lúc nó sẽ là nhỏ. Dạ. Để cho nó ra được cái cốt của nó. À, lưu ý quý khán giả là sau khi chúng ta nêm bước đầu tiên chúng ta phải nêm theo cái vị là nhạt. Sau đó chúng ta để lửa. Khi lửa bắt đầu nó riu nó sẽ tự động nó cô đặc lại. Lúc đó chúng ta tắt vừa lửa. Là nêm thêm một lần nữa là được. Và ở đây chúng ta có thể ăn kèm với là bún, bánh mì là nó hợp lý. Còn không thì em có thể ăn không cũng được. Vẫn ăn không được. Đúng. Và rồi, mình sẽ húp cái nước của nó. Cái đúng đó rồi là cái quan trọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái giai đoạn trang trí và chuẩn bị thưởng thức món ăn đặc biệt ngày hôm nay. Sườn hầm táo đỏ, một món ăn tưởng chừng như rất cầu kỳ, nhưng sau khi được đầu bếp của chương trình Món Ngon Cuối Tuần hướng dẫn chi tiết, tin rằng quý khán giả sẽ dễ dàng thực hiện được món ngon này. Nước hầm ngọt thanh từ táo đỏ, bổ dưỡng lại vừa đủ sự trang trọng sẽ làm hài lòng các thành viên trong bữa ăn gia đình dịp cuối tuần. Anh sẽ cho một bất ngờ công sức của anh ngày hôm nay. Wow! Wow! Thanh và ngọt quá anh ơi. Nước thanh và ngọt quá. Hình như bao nhiêu là chất bổ béo là nó đã ra đối với cái nước này hết trơn. Đúng rồi. Em phải nếm miếng sườn mới được. Sườn rất là mềm. Anh thấy không? Đúng rồi. Tại vì nếu như không mềm em sẽ không phải cắn như vậy được. Đúng rồi. Bản thân mà anh đã chiên sơ qua rồi, sau đó anh hầm trong thời gian khoảng 35-40 phút thì rất là mềm, ra từ cái ngọt nước và rau củ. Dạ. Em ăn rau củ thì nó không bị bở. Bây giờ em ăn táo. Cái món mà anh nói là phải hầm lâu lắm đó. Đúng mà rồi. Cái thời gian hầm cũng không phải gọi là lâu lắm nữa. Đúng rồi. Táo ngọt ngay rồi. Và món ăn này quý vị thấy rõ ràng là không cần phải cực khổ và cũng không cần phải gọi là cầu kỳ cho lắm, mà nó không mất nhiều thời gian của chúng ta nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và ngay bây giờ thì thời lượng không còn nhiều nữa, nên Bình Tinh và anh Hiên đành phải chào tạm biệt. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngay bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.